đi đạp vịt mà quên coi ngày. Nhóm bạn gặp cảnh ướt như chuột lột, khiến ai cũng dở khóc dở cười. Xem xong cảnh này, có ai còn muốn chơi trò đạp vịt không nhỉ? Đạp vịt là một trò chơi nghe thì hơi trẻ con một tí, nhưng lại rất được nhiều bạn trẻ ưa chuộng. Trò đạp vịt thường diễn ra ở những hồ lớn, một thuyền có thể ngồi từ 2 đến 3 người. Trong đoạn video dưới đây, cô gái này trải nghiệm lần đầu đạp vịt ở hồ Trúc Bạch, Hà Nội. Tưởng chuyến đi êm xuôi và vui vẻ như không, cảnh tượng diễn ra lại hoàn toàn trái ngược với suy nghĩ của hội bạn này. Chú vịt đang đi ngon lành thì bỗng bị mắc kẹt vào một đài phun nước giữa hồ. Chiếc và liên tục phun những tia nước rất mạnh vào phía người ngồi trong thuyền. Chuyện gì đến cũng đến, nhóm bạn phải vừa đạp vừa cố hết sức né tia nước, thế nhưng hầu như ai cũng ướt như chuột lột. Nhìn cảnh này, cư dân mạng không nhịn được cười, chào mừng bạn đến với trò tắm vịt thay vì đạp vịt. Vậy mà mình tưởng trò này bình yên, mát mẻ lắm, 3 phần cam chịu 7 phần bất lực, thôi đi về chứ đạp gì tầm này nữa.